Với tinh thần hỗ trợ người trong lúc khẩn cấp, một nhóm nhân viên thuộc công ty điện lực Đồng Tháp đã ứng cứu kịp thời cho một trường hợp bị tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Tháp 10. Câu chuyện này không chỉ là hành động đẹp của nhân viên điện lực mà còn khuyến khích mọi người thể hiện tinh thần tương trợ khi người khác gặp phải tai nạn hay sự cố giao thông trên đường. Ngày hôm đó là bốn anh em đi phát quang đống cây gần dây điện giống hôm nay đó, rồi trên đường đi về thì gặp tai nạn giao thông, thì lúc đó người ta cũng đụng xe rồi, người ta ngồi giữa lộ. Thì lúc đó ghé lại thì thấy với cô đó thì bà ngồi ngoài giữa đường á, mà dò cô thì gãy lòi xương ra ngoài rồi, mà mấy người dân thì vòng vòng đó người ta cũng hỗ trợ, nhưng mà người ta không biết sao mà để đem cô vô. Thì anh em thấy vậy thì dùng bẻ mấy cái nẹp tre rồi dùng vải rồi quấn bó cái giò cô lại sơ cứu rồi hỗ trợ đưa lên xe đi bệnh viện. Anh Trần Bình Niên là một trong bốn nhân viên điện lực đã ra sức ứng cứu đôi vợ chồng ngụ tỉnh Long An bị tai nạn giao thông tại cầu 8000 thị trấn Mỹ An xảy ra hồi tuần trước. Theo anh Niên, ngoài việc phải ứng cứu người gặp nạn trong tình huống cấp bách, thì chính kiến thức về sơ cứu cơ bản đã giúp anh và đồng đội của mình tự tin hơn để hỗ trợ nạn nhân bị chấn thương, nhất là các trường hợp gãy xương. Trong cái tình huống băng bó vết thương này kia rồi đó, sơ cứu người bị nạn thì hàng năm thì có học điện lực, có bồi quấn anh em có học, cũng có nắm bắt và gặp mấy trường hợp thì anh em cũng tự tin làm để hỗ trợ cho người ta, đang cho người ta qua cơn nguy kịch. Đặc thù của ngành điện là làm việc ngoài trời và di chuyển thường xuyên, vì thế không ít lần các anh gặp tình huống tương tự và ra tay giúp đỡ. Bởi cứu người bị nạn trong mọi trường hợp không chỉ là phương châm của ngành điện, mà còn là trách nhiệm, tinh thần tương trợ của mỗi người dân trong đời sống hàng ngày. Mỗi người thì ai cũng như ai thôi. Thì thí dụ như gặp những cái trường hợp mà nó khó khăn như vậy á, thì mình đều đưa tay ra mình giúp đỡ, thì tranh thủ đưa nạn nhân đến nơi để mà chữa trị để sớm nhất. Chứ để mà lâu thì ảnh hưởng đến tính mạng thì nó khó. Nếu những vệt sơn trắng trước nhà là lời nhắc nhở cho người tham gia giao thông sau vụ tai nạn, thì việc hỗ trợ kịp thời của những thợ điện đã khiến cho bà con sống trên tuyến đường này nhớ đến. Là người chứng kiến vụ việc, bà Võ Thị Ngọc dành sự cảm kích cho tinh thần của những bàn tay đã chìa ra khi đó. Nếu mà mình đi dọc đường gặp những người hoạn nạn, mình cũng thấy là cần giúp đỡ người ta sớm hơn để kịp thời. Không chỉ là tinh thần tương trợ giữa người với người trong lúc nguy cấp, mà ứng cứu người bị tai nạn giao thông còn thể hiện việc tuân thủ quy định của pháp luật. Bởi việc hỗ trợ, sơ cứu đúng kỹ thuật sẽ giảm di chứng để lại và tăng tỷ lệ sống sót cho nạn nhân sau những vụ va chạm.